quý vị đến với bản tin chuyển động 24 giờ của chúng tôi, cập nhật tin tức mới nhất về tình hình căng thẳng tại Biển Đông. Sau đây là bản tin chi tiết. Nhật cho biết, vào ngày hôm qua, nhờ chiến hạm của Mỹ đã có mặt tại Biển Hòa Đồng, nơi có vị tuyến tiếp giáp vùng biên giới giữa Nhật Bản và Đài Loan, để có thể trực tiếp can thiệp và hỗ trợ Đài Loan trước sự gay hấn ngày càng gia tăng của không quân và hải quân Trung Quốc. Trong khi đó, Nhật Bản cũng đều hai tàu chiến mới tăng chi viện, nâng số tàu lên thành 12 chiếc tại vùng biển Hòa Đồng. Trong đó, có 8 tàu chiến lực cường quân đảo. Xem ra động thái này cho thấy Mỹ và Nhật Bản sẵn sàng vào cuộc ra tay hỗ trợ Đài Loan nếu Trung Quốc mở các cuộc không quân và hải quân tăng cường quá nhiều. Trước đó, từ đầu tháng 1 năm 2022, Trung Quốc đã nhiều lần đưa máy bay chiến đấu và oanh tạc cơ sâm lấn vào sâu không phận của Đài Loan. Tổng sân bay Sơn Đông của Trung Quốc cũng đã gieo vó sự Whiter đi qua eo biển Đài Loan. Theo sau là nhiều tuần hộ vệ đi kèm, các tàu thân trắng của Trung Quốc cũng thi nhau quấy phá cô lăn ranh giới hay hơn với các tàu cá, thậm chí đâm chìm cả một tàu cá. Ngư dân Nhật Bản sau đó bỏ đi không cứu giúp những ngư dân lên đền trên biển. Hiện nay, nội các của Trung Quốc đang hỗn loạn bởi các phe phái đang tranh giành sáu xế nhằm hắt cả người đứng đầu nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình và khởi chiếc kế quyền lực tối thượng người dân Đài Loan và cả thế giới, cũng nghĩ rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tạm ngừng gây hấn với các nước khác ít nhất trong thời điểm hiện tại. Nhưng như chúng ta đều biết, họ Tập là một con cáo già vì nội các của Trung Quốc đang rối ren. Dân tỉnh đang oán than, họ Tập lại mưu mô hướng người dân Trung Quốc và các phe phái đối lập của ông ta sang một hướng khác. Như y hướng ngọn gió thổi bùng, ngọn lửa đang cháy trong nhà, Tập Sang là hàng xóm vậy. Với ý đồ đó, Tập Cận Bình đã gây chiến với Đài Loan và cả nước. Trung Quốc đã trúng kế họa tạp chí mũi giấu sang Đài Loan khi vào ngày hôm qua, hai chiếc máy bay chiến đấu SL-11 của Trung Quốc bị tên lửa của một nước nào đó chưa xác định bắn hạ. Thưa quý thính giả, như chúng ta đã đưa tin vào chương trình thời sự ngày hôm qua, Trung Quốc đã cho 4 chiến đáo cơ J-11 xâm phạm vào không phận của Đài Loan. Sau khi Đài Loan cho 6 chiếc F-16 lên ngăn chặn và xô đẩy, 4 chiến đáo cơ của Trung Quốc đã bay vòng ra biển Hòa Đồng tại vùng không phận quốc tế. Từ một con tàu nào đó, ngoài biển Hòa Đồng không được xác định vì tất cả các tàu đều tắt, IF định vị nhiều quả tên lửa tầm trung từ một con tàu được bắn lên trời, mục tiêu bay thẳng về 4 chiếc máy bay J-11 của Trung Quốc năm 2004. Chiếc máy bay này đã bị trúng đạn và bốc cháy, hai chiếc còn lại đã bay về Biển Đông, sau đó bay về đảo Hải Nam, nơi căn cứ quân sự Du Lâm của Trung Quốc. Tại đó, truyền thông của nhà nước Trung Quốc đã đưa tin rằng tàu chiến của Mỹ và máy bay của Đài Loan đã bắn cháy hai chiếc máy bay J-11 của Trung Quốc khi hai chiếc máy bay này đang bay diễn tập thường kỳ ở không phận quốc tế Tập Cận Bình. Chỉ cần làm vậy thôi, hay nói rõ hơn là chỉ cần thi hai chiếc máy bay với vài mạng phi công là gió đã thổi chiếc suốt cả ngày. Hôm qua, trên mạng xã hội của Trung Quốc, người dân đã đổ xô bàn tán về sự kiện Đài Loan bắn cháy hai máy bay của đất nước họ 80%. Dân mạng đều cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc phải đang chiếm Đài Loan luôn trong năm nay, thu hồi đảo quốc này về đại lục, chỉ ít chưa làm được điều đó thì phải dạy cho Đài Loan một bài học. Nhiều kẻ quá khích còn tiến cử kể rằng hãy cho đặc vụ ám sát bà Thái An Van trước khi làm công cuộc tấn công lấy lại đảo quốc chậm nhất vào tháng 10 khi gió yến biển lặng. Đó là nói chuyện về người dân. Còn ngày hôm qua, một cuộc bàn tháo gỡ của những người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc do Tập Cận Bình khởi xướng đã diễn ra ở Bắc Kinh theo con số 85%. Bấm chuông đồng thuận, Tập Cận Bình đã huy động 20 tàu chiến tiến ra biển Hòa Đồng vào đêm ngày hôm qua. Theo phóng viên Urban Time của Nhật đưa tin, vào buổi sáng ngày hôm nay, 20 tàu thân trắng, trong đó có con tàu 35111 dẫn đầu đã tiến vào biển Hòa Đồng. Con tàu 35111 là con tàu được cho là có kích cỡ và lượng rác nước lớn nhất của Trung Quốc, đã từng tung hoang trong vùng biển bãi từ chính của Việt Nam suốt năm 2021, và bây giờ nó hung hô xông vào biển Hòa Đồng, thách thức tàu chiến Mỹ và Nhật Bản. 12 chiếc máy bay, trong đó có 6 chiếc oanh tạc cơ H-6 và 6 chiếc máy bay ném bom và J-11 cũng xuất kích trên vùng biển Hòa Đồng. Thưa quý thính giả, liệu có thể xảy ra một cuộc chiến ở Biển Đông? Những tin tức gần đây về tranh chấp chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà Trung Quốc gọi là
Tai Sa và Nam Sa giữa Việt Nam và Trung Quốc đã làm dư luận nắm lên. Điều đặc biệt trong sự kiện lần này xuất phát từ việc Trung Quốc đâm chìm tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi nằm ở ngư dân trường truyền thống Hoàng Sa hôm ngày 23 tháng 4 vừa qua. Mỹ đã lên tiếng rất cụ thể và rõ ràng Bộ Quốc phòng Mỹ đã chỉ đích danh tàu công vụ Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam và bày tỏ quan ngại sâu sắc. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 15 tháng 5 cũng phát đi một tuyên bố phản đối tương tự. Tuyên bố khi đó có đoạn nhấn mạnh Trung Quốc nên tập trung hỗ trợ các nỗ lực đối phó đại dịch toàn cầu, thay vì lợi dụng tình hình dịch bệnh có thể dẫn tới sự lơ là của các nước khác để bàn trước các yêu sách bất hợp pháp trên Biển Đông. Không chỉ có Lao Nam, Cốc và Bộ Ngoại giao, đã có 5 thượng nghị sĩ Mỹ lên tiếng vụ việc này, trong đó thượng nghị sĩ Cộng hòa của bang Arkan sắp tôn có từ ngày 20 tháng 5 đã đưa ra tuyên bố về thông tin tàu hải cán Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa, không bày tỏ quan điểm Trung Quốc tấn công các ngư dân để thực hiện các yêu sách bất hợp pháp trên Biển Đông. Mỹ đứng về phía đồng minh và đối tác của mình tại Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, trong việc bảo vệ công dân và chủ quyền của họ khỏi sự hung hăng của Trung Quốc. Thêm thượng nghệ sĩ, Mỹ lên tiếng vụ án hải cán Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam trên Biển Đông. Có thể nói đây là lần đầu tiên Mỹ đã lên tiếng một trường hợp cụ thể. Việc một tàu cá Việt Nam bị tàu công vụ Trung Quốc tấn công đâm chìm một cách mạnh mẽ và dứt khoát, phản ứng của Trung Quốc sau đó là gì? Trung Quốc ngay sau đó đã có công hàm ngày 20 tháng 5 gửi Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc nêu lại các yêu sách chủ quyền ở Biển Đông. Đồng thời ngày 20 tháng 5, Trung Quốc công bố về việc lập hai quân Tai Sa và Nam Sa trực thuộc thành phố Tam Sa ở Biển Đông, cũng như công bố danh xưng tiêu chuẩn cho 80 thực thể ở Biển Đông. Không những vậy, trong công hàm của phái đoàn Trung Quốc ở Liên Hiệp Quốc, gửi Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc còn ngang ngược tuyên bố yêu cầu Việt Nam giúp tất cả người và phương tiện thiết bị ra khỏi các đảo đã xâm lược và chiếm đóng bất hợp pháp, gắn kết diễn biến nóng lên bất thường về chủ quyền Biển Đông. Với bối cảnh Trung Quốc và thế giới, nhất là việc đại dịch COVID-19 đang hoàn thành trên khắp thế giới, nhiều người đã liên tưởng tới một cuộc chiến ở Biển Đông trong tương lai cần có thể xảy ra. Cá nhân người viết bài này cũng đồng tình với quan điểm đó. Chúng ta cần xem xét các yếu tố chiến lược nào đó có thể đưa tới một cuộc chiến trên Biển Đông. Trước khi phân tích, chúng ta cần hiểu rõ cuộc chiến ở Biển Đông. Nếu như xảy ra, thì đó là cuộc chiến giữa Trung Quốc và Mỹ là chủ yếu. Việt Nam nếu có tham gia cũng chỉ có vai trò phụ thụ động và nhiều khả năng chỉ là nơi cung cấp hậu cần. Yếu tố đầu tiên là Trung Quốc phải bị dồn tới đường cùng. Khi đại dịch coronavirus xảy ra, Mỹ và Trung Quốc đã có cuộc chiến thương mại gây thiệt hại nặng nề cho cả hai bên. Trung Quốc đương nhiên bị thiệt hại nặng hơn. Làn sóng tháo lùi đầu tư ra khỏi Trung Quốc từ Mỹ và các nước phương Tây đã xảy ra ồ ạt. Lượng hàng hóa xuất khẩu vào Mỹ bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi đại dịch COVID-19 xảy ra. Sự cách ly của thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc và các tỉnh thành khác trên khắp Trung Quốc đã làm gián đoạn đình trệ toàn bộ nền sản xuất. Hệ thống kinh tế của Trung Quốc, ngay sau khi Trung Quốc khôi phục phần nào thì các thị trường Mỹ và châu Âu lại thực hiện giãn cách ly xã hội do đại dịch. Vì vậy, không còn nhập khẩu hàng hóa, nguyên liệu vật liệu, đại công xưởng Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng theo. Thưa quý vị, trong khi ảnh hưởng nặng nề của cuộc chiến thương mại và đại dịch COVID-19 đang sẽ đến, thì viễn cảnh về nhiều vụ kiện mà Trung Quốc phải đứng đầu đang dần hiện hữu từng ngày, từng giờ, đó là việc Trung Quốc từng biết thông tin về bệnh dịch, không quản lý được những người nhiễm bệnh dẫn tới việc phát tán virus chết người ra khắp thế giới, thiệt hại về nhân mạng và kinh tế chưa từng có và không ai thống kê nổi. Ở tất cả các nước trên thế giới, cần phải có đối tượng chịu trách nhiệm và Trung Quốc đã vi phạm các quy định về công bố và kiểm soát dịch bệnh. Cho dịch bệnh lây lan khắp toàn cầu chính là đối tượng phải chịu trách nhiệm cho đại dịch này. Có hai bang của Mỹ kiện Trung Quốc đòi bồi thường nhiều nghìn tỷ đô la, nhưng đó mới chỉ là bắt đầu cụ thể. Bang Florida, hàng nghìn người tham gia hai vụ kiện được công ty Lutheran công bố lần lượt vào ngày 12 tháng 3 và ngày 8 tháng 4 hôm ngày 21 tháng 4. Missouri đã trở thành tiểu bang đầu tiên của Mỹ nộp đơn kiện Trung Quốc vì những thiệt hại dân mạng kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra. Bang này như vậy chắc chắn sẽ có làn sóng kiện Trung Quốc vì hậu quả của đại dịch COVID-19. Sẽ có hai khả năng xảy ra nếu Trung Quốc tuân thủ và tham gia các vụ kiện thực thi các phán quyết của tòa án quốc tế. Số tiền bồi thường sẽ lên tới con số hàng chục, thậm chí hàng ngàn trăm tỷ đô la. Điều này trong bối cảnh
kinh tế Trung Quốc là bất khả thi, nhưng quan trọng hơn, chế độ Cộng sản Trung Quốc không bao giờ chấp nhận một vụ kiện như vậy, họ sẽ từ chối. Điều này đương nhiên sẽ dẫn tới việc tẩy chay Trung Quốc trên quy mô toàn cầu và việc cấm vận toàn diện trên nhiều khả năng sẽ xảy ra với nền kinh tế Trung Quốc. Hiện tại, một lệnh cấm vận toàn diện toàn cầu là một bản án tử hình cho chế độ Cộng sản hiện nay. Đứng trước phiến cảnh đường cùng như vậy, Trung Quốc sẽ khởi phát một cuộc chiến tranh. Đương nhiên, đó sẽ là cuộc quyết chiến với cường quốc số một thế giới để tranh ngôi bá chủ toàn cầu được ăn cả ngã về không là sự lựa chọn bắt buộc của Trung Quốc trong bối cảnh thế giới sắp tới. Nhưng tại sao lại là Biển Đông? Bởi vì đơn giản không có lý do gì tuyên bố để tấn công nước Mỹ trước cả Biển Đông vừa là lợi ích của Trung Quốc từ trước đến nay, vừa là vấn đề Mỹ tuyên bố bảo vệ tự do hàng hải, và đó là lấy cớ hợp lý để hai bên giao chiến. Việc kích động chủ quyền ở Hoàng Sa và Trường Sa là để Trung Quốc thăm dò thái độ của Việt Nam cũng như là thái độ của Mỹ đã sẵn sàng cho một cuộc quyết đấu hay chưa. Và chúng ta biết Mỹ đã lên tiếng trong một động thái chưa từng có tiền tệ. Yếu tố thứ hai, Mỹ phải sẵn sàng cho cuộc chiến. Có thể lúc ban đầu Mỹ mà đại diện là Tổng thống Biden thì sự tính sử dụng con bài thường chiến để ép Trung Quốc quy hàng hoặc dẫn tới sự sụp đổ của nền kinh tế Trung Quốc. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 xảy ra, những cơ sở của Trung Quốc trước và trong đại dịch đã khiến Mỹ không hứng thú và kiên nhẫn với chiến tranh thương mại nữa. Sự dối trá và tàn nhẫn, tàn ác của Trung Quốc đã gây ra đau khổ và phẫn nộ cho toàn thế giới. Làn sóng căm phẫn Trung Quốc đã âm ỉ và chỉ chờ đợi bùng phát trong một cuộc chiến, một mất một con để xóa sổ chế độ Cộng sản Trung Quốc. Như vậy, Mỹ đã sẵn sàng cho cuộc quyết chiến. Tại sao Mỹ lại lên tiếng ủng hộ Việt Nam trong vụ va chạm vừa qua? Vì Mỹ muốn kéo Việt Nam làm đồng minh và là nơi cung cấp hậu cần cho cuộc chiến đối với Việt Nam. Vì Trung Quốc nhắm vào Hoàng Sa và Trường Sa cũng như chủ quyền trên Biển Đông là điều không thể nhượng bộ nếu Đảng Cộng sản Việt Nam còn muốn giữ tính chính danh của mình. Mặt khác, Trung Quốc trong bối cảnh hiện nay cũng không còn đủ sức bế Việt Nam chống lại sự suy sụp kinh tế do nỗ lực và ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Được nữa, xu thế và kết quả cuộc chiến cũng khiến Việt Nam không dám mạo hiểm chết chung với Trung Quốc. Vai trò của Việt Nam là gì? Trung Quốc có tấn công Việt Nam trước hay không? Quan trọng của cuộc chiến với đối thủ là Mỹ sẽ khiến cho Trung Quốc chưa tấn công Việt Nam ngay từ đầu. Vì dù yếu hơn, nhưng Việt Nam chắc chắn sẽ gây thiệt hại không nhỏ cho Trung Quốc. Mỹ và các nước khác sẽ hỗ trợ Việt Nam vào vũ khí, nguồn lực. Như vậy sẽ ảnh hưởng tới cuộc chiến với đối thủ. Nếu như Trung Quốc thắng trong cuộc quyết chiến với Mỹ, khi đó lấy Việt Nam như thò tay vào túi lấy kẹo. Tuy nhiên, các đảo của Việt Nam ở Trường Sa chắc chắn sẽ là miếng mồi ngon của Trung Quốc ngay từ ban đầu, và đó cũng là lý do để Việt Nam ủng hộ Mỹ trong cuộc chiến. Những ưu ái khá là của Mỹ đối với Việt Nam và những hợp tác về sửa chữa và nâng cấp các sân bay gần đây có thể chỉ dấu hai bên đang xích lại một cách thận trọng. Một cuộc chiến ở Biển Đông có thể diễn ra hay không, diễn ra theo kịch bản nào, có thể còn nhiều nghi vấn. Nhưng bản đồ thế giới chắc chắn sẽ có biến động sau khi các nước ổn định trong việc chống lại đại dịch COVID-19. Tương lai của nước này trước hiểm họa Trung Cộng sau khi thế giới nhìn rõ bộ mặt của Trung Quốc. Cộng sản chúng ta hãy cùng chờ xem. Thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình thời sự hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin nóng hổi, những thông tin hôm nay đã khép lại bản tin chuyển động 24 giờ của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi thông tin. Những thông tin nổi bật tiếp theo của chúng tôi, mời quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ, thích, sau đó bình luận dưới video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian và quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.